chào khán giả của kênh Hậu Trường Bóng Đá. Vâng, và ngay sau khi từ thành phố Hồ Chí Minh về, tôi đang có mặt ngay tại sân bay quốc tế Nội Bài. Và hôm nay chúng ta sẽ đứng chờ đón các cầu thủ U23 Indonesia, đối thủ lớn nhất của đội tuyển U23 Việt Nam tại bảng A ở môn bóng đá Nam kỳ SEA Games lần này. Và chúng ta hãy cùng chờ đón đội bóng đến từ xứ vạn đảo tới với mảnh đất hình chữ S. Đây là những tình nguyện viên đã được chúng ta bố trí để tiếp đón đội bạn. Các bạn này đều là những sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện giúp đỡ trong chiến dịch SEA Games 31 lần này. Ở đây còn có thêm cả phóng viên của bên nước bạn cũng tới để đón U23 Indonesia. Chắc đây phóng viên của Indonesia rồi. Cái kiểu quấn khăn này thì khá là giống. Vâng, thưa các bạn, bây giờ là 16:33. Theo lịch thì vâng thưa các bạn, bây giờ đã là 16:33. Theo lịch mà chúng tôi nắm được lúc đầu thì là 14:30. Thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ đặt chân xuống sân bay Nội Bài. Tuy nhiên thì sau hơn 2 tiếng là cũng chưa biết lý do vì sao nữa. Tuy nhiên thì bây giờ thì tôi mới nhận được tín hiệu là U23 Indonesia mới chuẩn bị xuống sảnh lấy hành lý. Cao thủ U23 Indonesia thì được di chuyển bằng chuyên cơ. Họ được đi bằng một đường riêng. Đây, phía bên trong cao thủ Indonesia đang chờ lấy hành lý. Nói chung là vì đây là một giải đấu dài ngày cho nên là khối lượng hành lý của từng cá nhân cũng rất là nhiều. Cho nên việc thu xếp hành lý cũng sẽ mất thời gian hơn một chút. Như vậy là sau khoảng tầm 15 phút họ có mặt trong sảnh chờ thì cao thủ Indonesia đã bước ra sân bay. Lê Sĩ Tây Dương đã bước ra cùng với trưởng đoàn của đội bóng này. Hello. 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 Welcome to Vietnam. U23 Indonesia. Tôi đang nhận được sự chào đón của các tình nguyện viên. Hello. Hello. Yeah. Rất nhiều hành lý và dụng cụ tập luyện. Welcome to Vietnam. Nice to meet you. Yeah. Các thủ Indonesia cũng đang gửi lời chào và cảm ơn tới sự đón tiếp của các tình nguyện viên Việt Nam. Phía sau là các trợ lý người Hàn của ông Shin Tae-yong. Đây là có lẽ là lần đầu tiên mà ông Shin Tae-yong tới với Việt Nam. Việt Nam. Hello. Hello. Có thể nhìn thấy AP Molana cũng như Shin Tae-yong cũng như là các thành viên khác như là Lita Sulaiman. Thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong đang chụp với một tấm băng rôn được phía Việt Nam chuẩn bị. Đây chính là đội ngũ của các cầu thủ Indonesia. Đây chính là đối thủ lớn nhất của chúng ta tại bảng A. U23 Indonesia tham dự giải đấu này với 90% là các cầu thủ đã từng tham dự AFF Cup 2020.
chắc chắn đây sẽ là một sự ngạc nhiên rất lớn với thầy trò Nguyễn Quang Sơ cho mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng tại SEA Games 31. Rất nhiều hành lý đồ đạc. Ngay bây giờ thì các cầu thủ Oba Indonesia sẽ di chuyển ngay về thành phố Việt Trì Phú Thọ để nghỉ ngơi, tập luyện, sẵn sàng cho các trận đấu tại bảng A SEA Games 31 tới đây. Đội hình của Oba Indonesia có khá nhiều tên đáng chú ý như là Huitan, Morna hay trung vệ cao 1m94 Bacos. Những cầu thủ mà Tiến Linh, Hùng Dũng và Hoàng Đức. Thưa các bạn, là Tiến Linh, Hoàng Đức đã từng chạm trán tại AFF Cup mới đây. Các cầu thủ cũng đang hỗ trợ cho bác tài để vận chuyển hành lý lên nhanh chóng kịp thời. Như vậy là trong buổi tập chiều nay, nếu như đội tuyển Oba Indonesia đến vào khung giờ này thì họ rất khó có thể có được buổi tập tại sân Việt Trì. Có lẽ là hôm nay họ sẽ không có buổi tập như dự kiến. Có khoảng 3 xe. Đây là một chiếc xe chuyên để chở hoàn luyện. Có lẽ thế. À không, như vậy là huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ lên chiếc xe cỡ lớn. Sẽ có 2 chiếc xe này được phía chúng ta bố trí cho Oba Indonesia di chuyển. Vâng, như vậy là bây giờ thì tôi mới biết được vì sao cầu thủ Oba Indonesia họ lại đến muộn thế. Theo như thông tin mà tôi nắm được thì chuyến cơ của đội bóng này là cưa, nói chung là không tìm được bến đỗ, không tìm được bến đáp, cho nên là hơi lòng vòng một chút, phải là hơn 2 tiếng thì chiếc chuyến cơ này mới tới được sân bay Nội Bài so với dự kiến là 14:30. Họ xuống vào tầm khoảng 16:30. Như vậy là chiếc xe này sẽ chở một số thành viên ban luyện của Indonesia. Tuy nhiên thì huấn luyện viên Shin Tae-yong thì lên chiếc xe lớn. Như vậy là trung vệ chiều cao 1m94 Pacos không có mặt trong chuyến đi này. Có lẽ là anh sẽ đến ở đợt sau. Tất cả những chuyến xe sẽ di chuyển ngay về khách sạn ở Việt Trì Phú Thọ. Vâng, thưa các bạn, vừa rồi cũng hình ảnh cuối cùng trong video ngày hôm nay. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo trong hành trình khám phá SEA Games 31 tại kênh Hậu Trường Bóng Đá.